Chai kia anh mơ về ai, bưng cung thêm vì ai. Tất bật chuẩn bị mọi thứ để hôm nay đi gặp mặt ai. Nhanh nhanh để được lọt vào mắt xanh. Buổi hẹn đầu anh quyết để lại ấn tượng khi nàng nhìn thấy anh. Yeah. Lên đồ thật ngầu anh không đeo kính vì muốn mình vẫn minh tinh. Dù mọi thứ hơi mờ, trời hàng hôm nay đang bình minh. Và rồi vô tình anh trao hoa nhầm ngay cho em. Cuốn mắt mặt lần hẹn đầu anh biết chẳng thể nào có lần sau. Đeo kính nào bà nói. Đeo kính đeo kính. Kính giúp đôi mắt nhìn rõ thế giới này. Đây là dũng sĩ thật khỏe để chiến đấu. Chuẩn bị tinh thần chàng nôn nóng muốn lập được chiến công đầu. Áo giáp sắc sáng người cùng người sắc đèn hí vang trời. Chàng tin mình là vô địch sẽ khiến kẻ thù sợ hãi chàng ngay thôi. Nhưng mà bây giờ chàng đã chọn thì nên làm gì đây? Chọn vũ khí nhưng mắt lên đờ nhìn mọi thứ cứ mờ mờ. Dẹp mọi nghi ngờ chàng lóng lánh cùng vũ khí trên tay. Một cười to ô ô thì ra vũ khí chàng mang là sao với đồ. Đeo kính nào bà nói. Đeo kính đeo kính giúp đôi mắt nhìn rõ thế giới này. Khi kìa siêu nhân đang bay nhanh nhanh đi tìm kẻ xấu. Khác phòng ngủ riêng anh là thế giới này sẽ không còn đầu gấu. Không sợ đâu, dù đối tượng hung dữ không muốn anh sống lâu. Ơ có tiếng kêu thất thanh, chàng quyết bay đến xử lý nhanh. Nhưng anh không đeo kính vì nghĩ như vậy thì không có ngầu. Dù cho đôi mắt lờ đờ đôi khi lơ ngơ đắp cánh ban đầu. Và thì từng là lần này anh lại lớn ngớ tông thẳng vào tường. Chỉ vì không đeo kính nên là lần nào anh cũng bị thương. Đeo kính nào bà nói. Đeo kính đeo kính giúp đôi mắt nhìn rõ thế giới này. Dù cho ta là ai nhưng không thể thấy đường đôi khi ta đi mà mất phương hướng. Đi khắp mắt và đeo kính ngay, đôi mắt sáng làm ta đỡ thầy. Đi khắp mắt và đeo kính ngay, đôi mắt sáng làm gì cũng hay. Tạm biệt thế giới dành nhau ngày xưa.